Đây là bài 15 trong loạt bài tiếng Trung giao tiếp sơ cấp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Hãy nghe từ cuối tuần. Châu mùa. Châu. Châu. Mùa. Mùa. Châu mùa. Cuối tuần. Châu mùa. Châu mùa. Hay nói rảnh rỗi. Yǒu kòng. Cuối tuần bạn rảnh không? Châu mùa ni yǒu kòng ma? Châu mùa ni yǒu kòng ma? Có thời gian. Yǒu shí jiān. Cuối tuần bạn có thời gian không? Châu mùa ni yǒu shí jiān ma? Châu mùa ni yǒu shí jiān ma? Có việc gì? Yǒu shěme shì? Yǒu yǒu shì ma? Yǒu yǒu shěme shì ma? Hãy nghe từ có điều. Bù guò. Bù guò. Bù. Guò. Guò. Bù guò. Hay nói nhưng. Kè shì. Nhưng tôi không có xe đạp. Kè shì wǒ měi yǒu zì xíng chē. Kè shì wǒ měi yǒu zì xíng chē. Có thể vào được không? Ở đây người nói đang ở ngay trong phòng. Kěi jìn lái ma? Hay nói tối mai. Mǐng tiān wǎn shǎng. Tối mai tôi có thời gian, có điều. Mǐng tiān wǎn shǎng wǒ yǒu shí jiān, bù guò. Mǐng tiān wǎn shǎng wǒ yǒu shí jiān, bù guò. Bù guò âm hẳn Việt là bất quá. Hay nói được thôi. Hǎo yā. Chữ yā ở cuối câu là từ ngữ khí. Hǎo yā. Đúng vậy. Duì yǎ. Duì yǎ. Hay nói đến trường mình chơi đi. Lái wǒ mèn xuě xiào wǎn bǎ. Lái wǒ mèn xuě xiào wǎn bǎ. Đi chơi. Qù wǎn. Được thôi, có điều. Hǎo yā, bù guò. Hǎo yā, bù guò. Hay nghe từ làm sao, thế nào. Zěn mě. Zěn. Zěn. Mě. Mě. Zěn mě. Zěn mě. Từ này tương tự như từ sớm mà, tuy là zěn mě, nhưng khi đọc đọc thành zěn mě. Zěn mě cộng với động từ có nghĩa là làm việc gì đó như thế nào, làm sao để làm việc gì đó. Học thế nào? Zěn mě xuě. Zěn mě xuě. Làm sao để học giỏi nhỉ? Zěn mě xuě hǎo nè? Zěn mě xuě hǎo nè? Làm sao học giỏi tiếng Trung nhỉ? Zěn mě xuě hǎo hàn yǔ nè? Zěn mě xuě hǎo hàn yǔ nè? Hãy nghe từ đi. Ở đây từ đi chỉ phương thức. Zǒu. Âm Hán Việt là tẩu. Zǒu. Đi như thế nào nhỉ? Zěn mě zǒu nè? Zěn mě zǒu nè? Đến trường các bạn đi như thế nào nhỉ?
Ở đây người nói ở cách xa trường. Chuyển nhà mình xuế xào dẫn mất dấu nữa. Chuyển nhà mình xuế xào dẫn mất dấu nữa. Đến thư viện đi như thế nào nhỉ? Chuyển thú sư quán dẫn mất dấu nữa. Đến ký túc xá của các bạn đi như thế nào nhỉ? Chuyển nhà mình xu sơ dẫn mất dấu nữa. Chuyển nhà mình xu sơ dẫn mất dấu nữa. Chúng ta đi. Bố mất dấu. Đi thôi. Dấu bà. Dấu bà. Hãy chú ý từ bà ở cuối câu có nghĩa là thôi, đi thôi, làm thôi, ăn thôi. Hay nói lại đi thôi. Dấu bà. Cậu đi đi. Nì chù bà. Nì dấu bà. Các cậu chơi đi. Nì mên wán bà. Nì mên wán bà. Hãy nghe từ đường. Lộ. Lộ. Âm Hán Việt là lộ. Đường gì? Shěmě lù. Shěmě lù. Đây là đường gì? Zhì shì shěmě lù. Zhì shì shěmě lù. Đi bộ. Zǒu lù. Zǒu lù. Từ lù cũng có nghĩa là tuyến xe buýt. Hay nói tuyến số 21. 21路. 21路. Tuyến số 106. 106路. Hãy chú ý trong tiếng Trung khi đọc số xe buýt, số nhà, số phòng, số điện thoại. Số 1 thường được đọc thành yao thay vì yi trong các số có 3 chữ số trở lên. Ví dụ 106 đọc thành yao lính liệu. Yao lính liệu. Hãy nhắc lại phòng 206 tầng 2. 2层206号. 2层206号. Nhà ăn ở phòng 206 tầng 2. 餐厅在2层206号. Hay nói tuyến số 106. 106路. 106路. Bây giờ hãy nghe từ xe ô tô. 汽车. 汽. 汽. 车. 汽车. 汽车. Xe đạp. 自行车. Chìa khóa xe đạp. 自行车的钥匙. Chìa khóa xe ô tô. 汽车的钥匙. 汽车的钥匙. Bạn có xe ô tô không? 你有汽车吗? 你有汽车吗? 汽车的钥匙在哪儿? 你汽车的钥匙在哪儿? 你汽车的钥匙在哪儿? Hãy nghe từ công cộng. Cung cung. 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 Cung cung. Cung cung. Xe buýt nguyên văn là công cộng xe ô tô. Cung cung chỉ chưa. Cung cung chỉ chưa. Xe buýt số 21.
21路公共汽车 xe buýt số 106 106路公共汽车 106路公共汽车 ngồi xe buýt 坐公共汽车 坐公共汽车 từ này có nghĩa là đi xe buýt số 21